chào quý vị và các bạn. Nắng nóng sẽ là thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần này. Do vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại nên số giờ nắng trong ngày sẽ tăng hơn những ngày trước. Nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng như là Hòa Bình, Hà Nội hay là Ninh Bình với nhiệt độ ban trưa có thể vượt ngưỡng 35 độ. Sang đến ngày 22 và ngày 23 tháng 8 thì nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn về diện, tập trung ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 35 đến 37 độ. Riêng một số tỉnh thuộc Tây Bắc và Việt Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai hay là Hà Giang, thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng. Còn ban ngày thì nắng gián đoạn nên nhiệt độ thấp hơn từ 32 đến 33 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, trong những ngày tới, hoạt động của trường gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn vẫn là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trải dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu hay Hương Khê của Hà Tĩnh, mức nhiệt đều trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến là từ 50 đến 60%. Vì vậy, người dân ở khu vực vùng núi cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy rừng. Khu vực dân cư đông đúc cần lưu ý sử dụng điện hợp lý, đề phòng hỏa hoạn, chập cháy có thể xảy ra. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên tiếp tục có mưa rải rác vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh. Còn vào ban ngày thì mưa giảm, trời có nắng nhưng không quá gay gắt với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và 30 tới 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có thịnh hành gió Tây Nam đến Nam, cường độ ở mức cấp 4. Thời tiết trên các vùng biển này phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam ở mức cấp 3, cấp 4. Đến chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.